Thần thiếp xin thỉnh an Thái hậu. Thần thiếp bái kiến Thái hậu. Đứng dậy đi. Đã pha sẵn trà thượng hạng cho cô, ngồi đi. Bàn tọa đi. Thái hậu biết thần thiếp nhất định sẽ đến. Nếu cô không đến, các nào đồ uống phí trà ngon của ai gia? Về rồi sao? Ở Vĩnh Thọ cung có quen không? Cô có thể sống sót cũng rất giỏi. Hoàng đế không uổng công thương cô, ai gia cũng không uổng công bảo vệ cô. Cuối cùng cô đã vượt qua được. Còn có thể hiểu chuyện như vậy cũng không uổng bao nhiêu năm nay ai gia thương con. Lúc thần thiếp ở Cam Lộ Tự, cũng may có Thái hậu chăm sóc đủ bề, thần thiếp nhớ mãi không quên. Nếu đã hồi cung thì sau này coi như không có chuyện ở Cam Lộ Tự. Nếu đã ra rồi, vậy sau này có dự tính gì? Hôm nay may mắn hồi cung, thần thiếp chỉ muốn yên tâm hầu hạ hoàng thượng, bù đắp lỗi lầm.